Hello, có bao giờ các bạn muốn nhóm các tab lại theo từng cái tên tab lại với nhau không? Kiểu như YouTube nó ra một dãy là YouTube, Google ra một dãy là Google chẳng hạn. Thì các bạn vào tab manager Chrome. Bạn vào Google gõ tab manager Chrome nè. Xét ra cái trang web này. Bạn bấm vào thêm vào Chrome. Sau khi thêm vào Chrome rồi thì nó sẽ bị ẩn ở trong đây nè. Trên Chrome hoặc là Microsoft S nó sẽ bị ẩn trong này, các bạn vào và mở nó hiện nó ra nè. Bạn nhấn chuột trái vô, nó sẽ tự động nhảy vào cái nhảy con chó vào đây. Ví dụ mình gõ YouTube đi. Đây, YouTube nè. Thì các bạn vào đây nè. Move tabs to new window. Chuyển các tab này sang cửa sổ mới nè. À, sau khi chuyển xong thì phải làm sao? Các bạn nhấn chuột trái vào để ship mình gỡ cái người ta gỡ cái game game tab ra đây. Các bạn nhấn chuột trái vào tab đầu tiên hoặc tab tab đầu tiên tab cuối cùng nè, các bạn nhấn nút shift nha, để shift, nhấn shift chuột trái đó, chúng ta sẽ chọn được toàn bộ tab ở đây rồi. Rồi bây giờ phải làm sao? Các bạn vào kéo thả vào cái cửa sổ còn lại đây, ở vị trí nào cũng được đúng không? Vậy mình để sau cùng đi, thì những tab YouTube sẽ một loạt là YouTube nè. Để xíu, hình như mình đang xài tab dọc, bạn muốn tab ngang đúng không? Các bạn nhấn chuột trái vào đây nè, vào đầu và sau đó nhấn shift. Vậy là các bạn đã chọn được tất cả các tab rồi. Các bạn nhấn chuột trái kéo thả vào đây. Thấy không? Một dãy YouTube nè. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Giờ mình thử Google đi. Google này thì có những cái tab nó không liên quan, như là YouTube chẳng hạn là hướng dẫn xác thực hai bước Google Facebook do cái tựa đề nó trùng á. Các bạn nhấn chuột phải vô để loại bỏ những cái không cần thiết đi, sau đó chuyển tab sang cửa sổ mới. Làm một cái thao tác như lúc nãy là nhấn giữ nút shift, chọn tab đầu nè, giữ nút shift nhấn vào tab cuối rồi chuyển qua. Các bạn nhấn vào cái cửa sổ nào cũng được. Đây nè, thấy không? Di chuyển được nè. Đó. Tương tự mình làm với cái trang web Lê Hà IT chẳng hạn. Đó. Nhấn chuột phải vào những tab không cần thiết. Đó. Dễ hiểu phải không? Rồi như thế là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để mà chuyển các tab, nó sắp xếp các tab theo thứ tự rồi. Và bây giờ mình cũng có thể bonus thêm. Ví dụ các bạn nhấn chuột trái, sau đó giữ control, chọn những cái tab đó mà muốn chọn. Ví dụ control nè. Đó. Thấy cái phần được tô đậm không? Là những cái phần mình đã chọn á. Các bạn có thể nhấn giữ nút Control và Shift nha. Ví dụ mình vừa chọn ở trên này đúng không? Mình Control Shift thì nó sẽ chọn từ đây đến đây nè. Rồi Control ở đây. Control Shift là nó theo cái nơi mà mình vừa mới chọn á, thì nó shift bất nhiên giữ Control Shift nó xuống đây, đây luôn nha. Hiểu không? Mình nó hơi khó hiểu á. Rồi, di chuyển thử đây. Đó, di chuyển lên xuống nè, nó nhóm lại chung với nhau luôn nè, thấy không? Bây giờ mình thử một cái
app YouTube nào chẳng hạn. Nhấn cái này một cái, nhấn giữ nút Control, nhấn giữ Control, nhấn giữ Control nè, đó. Rồi di chuyển, nó tự động nhóm lại thấy không? Dễ dàng không? Giống như Windows Explorer vậy đó. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.